đời vương Quang Trung qua bài hát Việt Nam Hùng Sử Ca. Sau đây kính mời quý khán thính giả và các bạn cùng thưởng thức màn trình diễn hết sức đặc biệt và hào hùng của các bạn đến từ thiếu nhi câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ qua nhạc phẩm Việt Nam Hùng Sử Ca sáng tác của thầy Cao Minh Hưng.
lòng trân trọng để cảm ơn tất cả những vị sâu đen đã dành cho VNTV rất nhiều thời gian công sức để tạo nên những chương trình thật đặc biệt. Chúng tôi xin gặp lại đài phát thanh radio Đá Lời Sông Núi, ông Trần Quốc Bảo và kỹ sư Đỗ Như Liệt phụ trách chương trình Good Morning Việt Nam America. Tiếp đến nữa đó là cộng tác viên giảng sư Mã Gia Trí, bác sĩ Bó Đình Hữu, dạ, ông Nguyễn Văn Chuyên bên cạnh đi lên với chương trình Điểm Báo, chắc chắn là quý vị đã rất là yêu thích và theo dõi. Ông Hoa Thế Linh trong chương trình Điểm Báo. Vâng, xuống ông Nguyễn Phương Thanh với chương trình Thế Sự Thanh Trọng. Ông Nguyễn Kiên Bình, người Việt đó đây. Và đó là những cộng tác viên của VNTV. Thưa quý vị, tối hôm nay rất là vui và rất hân hạnh trong vai trò là định hướng cho đài VNTV ngay từ đầu. Và cũng có cái niềm vui khi biết đến anh Julian. Anh em chúng tôi rất là thân thương với nhau, lúc nào cũng khen nhau đẹp trai. Và đẹp trai cho đến tuổi già luôn đấy. Cho nên mỗi ngày trông thấy anh Julian mỗi ngày cũng xuất sắc hơn và đẹp trai hơn nhiều. Và sức khỏe cũng dồi dào hơn nhiều. Và vì thế là một cái vai trò chính trong đài VNTV. Rất vui được trao cái vương nhật hay được đều rồi cùng với anh chia sẻ cái niềm vui đó, rất là chia anh đã cố gắng gì đó cho đài mỗi ngày được thăng tiến hơn và chúc anh bạn trẻ. Ai mong đài lên đây thì mình rất khó chịu, không biết là tiếp sau từ lần nữa nào lên thiên đàng hay lên nước bạn. Mình là rất là vui mừng tại vì có quý cha quý thầy đời đồng học bên cạnh mình hết. Chúng con cảm ơn cha nhiều lắm. Dạ. Chúng con cảm ơn cha. Dạ. Chúc mừng bác. Cảm ơn bác đã đưa con đến với đạo. Cảm ơn lần một khi vinh quang. Chúng ta đã đi cùng với nhau vào một ngày. Lý Linh. Tới giờ phút tài. Những anh em ở sân hôn về là những người thân của chúng tôi, nhưng mà rất tiếc là anh Hải đã đi về rồi. Mỹ Linh có công hãm mã với đài VNTV và Mỹ Linh làm cho tôi, cá nhân tôi, ấn lòng và ấn nhiều vì cô bé này. Xin lỗi quý vị khi làm tin tức chúng tôi và giàu bác với cháu nó quen rồi. Cho nên quý vị cũng biết sao có bác cháu vào. Có nhiều người là cứ tưởng là biến lên là con khẽ của tôi. Vâng, chúng ta cho biến lên một tràn pháo tay. Kính tiếp và chúng tôi xin mời anh Du Biên trao kỷ niệm này cho Mỹ Linh. Mỹ Linh là người, khi chúng tôi mới gặp Mỹ Linh thì chúng tôi cứ bảo Mỹ Linh này nhỏ con quá, nhưng mà thiệt sự ra Mỹ Linh nhỏ nhưng có nhỏ. Cho nên là Mỹ Linh là một người rất là năng hoạt động ở trong VNTV. Và chúng tôi xin mời anh Du Biên có đôi lời nói với Mỹ Linh. Dạ, okay, dạ cảm ơn đài VNTV cũng như cảm ơn bác và rất là vui khi mà được làm việc với đài trong suốt 12 năm qua. Hy vọng rằng quý vị yêu thích những chương trình mà Mỹ Linh thực hiện và tiếp tục yêu mến hơn nữa. Và nếu như mà làm cái gì mà sai sót của quý vị còn chưa có thích thì cứ việc góp ý, Mỹ Linh sẽ cố gắng thực hiện ngày càng hay hơn nữa để phục vụ cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều và cảm ơn ban giám đốc của VNTV đã tin tưởng Mỹ Linh. Dạ, Mỹ Linh còn có cái này nữa. Dạ vâng, kính thưa quý vị, đặc biệt Mỹ Linh có thêm một giải thưởng nữa là người Sales of the Year. Người, một người top sale, một người chuyên môn về vấn đề đi xin quảng cáo cũng như là nói chuyện với các cơ sở thương mại. Bởi vì một đài TV không thể nào không có những cái nguồn tài chính ở ngoài vào. Và Mỹ Linh là người đã phụ trách cái vấn đề này rất là xuất sắc cho VNTV. Chúc mừng Mỹ Linh một lần nữa, thêm một cái coi như là trophy cho cho Mỹ Linh. Dạ, con cảm ơn nhiều lắm. Dạ, rồi, dạ, con cảm ơn. Dạ. Và bên cạnh đó, giờ chúng con xin kính mời Hòa Thượng Thích Minh Mẫn subscribe cho đến phút cuối cùng. Dạ, tại vì chúng con phải nói là mời thầy lắm mới được. Là tại vì quý vị biết là mỗi năm đó là chúng tôi làm chương trình rất đặc biệt ở chùa Huệ Quang trong suốt 4 năm rồi.
cho nên là không thể nào mà thiếu vắng được. Nên chúng con dạ xin mời thầy lên để mà chúng con có cơ hội được trao những món quà này. Dạ. Thưa quý vị, thưa quý khách, thưa quý đại diện tôn giáo cũng như đại diện của các cấp ở các thành phố, chúng tôi cũng rất là hân hạnh đồng hành với quý vị trong những chương trình của trong năm, chính trị cũng như tôn giáo, xã hội và tất cả các ngành nghề. Chúng tôi rất là hân hạnh đóng góp một chút xíu trong vấn đề tôn giáo. Chúng tôi có Dr. Elizabeth Nguyễn, Our Lady Lavang Foundation cũng như Cha Quang. Cha Quang là linh hướng rồi. Cảm ơn Cha Quang đã nhường cho con cái vinh dự được lên đại diện Lavang Media để đón nhận cái món quà của VNA. Trong hơn 2 năm qua, VNA đã cộng tác và đã giúp cho chúng tôi loan tin về linh đài Đức Mẹ Lavang ở những sinh hoạt của giáo phận Orange đến các tiểu bang của nước Mỹ. Chúng tôi cảm ơn rất là nhiều, và nhất là trong ngày vừa qua khi mà Đức Giám Mục Kevin Van đã thành lập Our Lady Lavang Foundation với cái người CEO Asian Vietnamese, CEO đầu tiên là Dr. Elizabeth Nguyễn, là đó là một cái hân hạnh cho người Việt Nam, một người phụ nữ con rồng cháu tiên trưng trắc trưng nhị đã được Đức Giám Mục bổ nhiệm là một CEO của một cái foundation mới là Our Lady Lavang Foundation. Dr. Elizabeth Nguyễn đứng lên. Xin Dr. Elizabeth một hãnh diện của người Việt Nam của chúng ta. Đó. Và xin, đó là về vấn đề tôn giáo. Cho nên là chúng tôi chỉ cảm ơn VNA đã loan tải những cái tin tức về tôn giáo như vậy. Và chúng tôi rất là hãnh diện đại diện cho media, Lavang Media để đón nhận cái kỷ niệm này của quý vị dành cho chúng tôi. Và trong tương lai chúng tôi sẽ tiếp tục đóng góp với đài VNA, và xin đài VNA đón nhận sự đóng góp của chúng tôi, và cảm ơn đài VNA đã sẽ truyền tải những tin tức và những chương trình của Lavang Media đến quý đồng hương, quý đồng bào trên nước Mỹ và trên toàn thế giới. Trân trọng. Đi quay luôn. Rồi. Bây giờ tổ chức nhiều lắm. Dạ. Bây giờ đó lại ha. Chúng tôi đại diện cho đài VNA TV. Cảm ơn Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, viện chủ của chùa Huệ Quang. Ngài là một trong những vị lãnh đạo tôn giáo sát cánh với sự hình thành của Linh Đô Sài Gòn và với đài VNA TV. Xin quý vị cho một pháo tay trong cái ngày lễ kỷ niệm 12 năm thành lập của đài VNA TV. Một lần nữa, thay vì cái tiếng pháo trong cái ngày lễ kỷ niệm này, xin quý vị cho một tràng thật là lớn, thật là lâu, thật là dài. Và chúng tôi có mặt ở đây từ hình thành trước hết là anh giám đốc anh Quang. Đâu rồi anh Quang, phải có cái chiếc áo vô thì nó giống chút. Anh Quang là giám đốc và chúng tôi được biết với nhau từ thở 40 năm về trước, tức là năm 1982 tới bây giờ, còn khi làm nhà in ở đường Ha Bo. Tới đến ngày hôm nay thì cái sự hình thành yêu nghề nghiệp và gần gũi với cộng đồng, và anh Du Miên là người thành lập Foundation Vietnamese Community Foundation. Anh là một trong những người có mặt ở đây hình thành rất là lâu. Và đài TV này đã bữa tiệc hôm nay được trong nhân sự của cộng đồng ở đây đến đây rất là đông. Một phần lớn phải nói là cái cánh tay của cái đài là nổi bật nhất là chị Mỹ Linh. Tuy rằng mà nãy không biết ai nói một câu nói rất là đơn giản, tuy nhỏ mà có vỏ, rất là hay và marketing rất là giỏi, và nhờ đó mà đài VNA nó còn được sống, chứ anh Quang là không có làm được cái gì hết, chỉ có quay camera thôi. Cho nên một lần nữa xin tán dương và xin quý vị cho một tràng pháo tay của cô Mỹ Linh, thì đứng qua đây cho nó đẹp coi. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ, dạ, xin tán với quý vị là năm nay quý vị lại gặp Mỹ Linh ở chùa Huệ Quang tiếp nhà quý vị nha, đúng ngày 30 Tết. Dạ, con order trước luôn rồi thầy.
Tối thứ bảy chứ? Dạ đúng rồi, dạ tối, tối thứ bảy là dạ tối thứ bảy là giao thừa, quá vui luôn. Năm nay Tết đến rất sớm nha, mời quý vị enjoy. Dạ rồi, quà của thầy chúng con cáo lỗi là tụi con định mang đến đến chùa của thầy đó, cho nên lại để ở đây. Còn anh Đô Viên này thì phải nói đây là cùng tuổi với chúng tôi, phải nói là để mời mốt. Trong đó anh Võ Đình Hữu, Mã Gia Trí, đâu đứng dậy coi, đừng cùng tuổi với chúng tôi, sinh là 1980, tuổi con khọt hết. Và nói cho anh bụt bạch để sau này đâu có. Dạ, còn kẻ lắm. Anh Vương Viên Du Miên là làm việc cho chúng tôi cũng thở năm 84-85, lúc còn bác Trọng Diễn, nhà báo Trọng Diễn mà còn layout bằng dáng đó. Thành ra anh Du Miên này nhờ công lực hoài mà cho nên bây giờ thấp hơn chút, chứ thật sự anh vẫn còn nồi trên để tường trình những cái kinh tập cộng đồng ngày hôm nay. Dạ. Có mặt xin một lần nữa chúng tôi rất là cảm ơn. Dạ, chúng con cảm ơn thầy rất nhiều. Dạ, một tràng pháo tay thật lớn. Dạ, cho nên một Nguyễn Văn Tư cũng như là cha cũng như là thầy đã có mặt ngày hôm nay. Chúng con cảm ơn thầy. Chúng con cảm ơn cha nhiều lắm. Cảm ơn cha. Dạ.